Kính thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Sinh Hiền, kính thưa các thầy cô, kính thưa các quý đồng nghiệp ở các đầu cầu. Xin đây sau đây Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên xin trình bày bệnh án hội chẩn. Bệnh nhân nam, 68 tuổi, nghề nghiệp làm ruộng, vào viện ngày 18 tháng 10 năm 2022. Lý do vào viện: mệt, ho, đau tức ngực, khó thở. Tiền sử bản thân suy tim, bệnh cơ tim giãn lẽ 27%, không điều trị thường xuyên. Tiền sử gia đình chưa phát hiện gì đặc biệt. Bệnh sử: trước khi vào viện 3 ngày, bệnh nhân ở nhà xuất hiện ho, ho có đờm trắng dính kèm theo đau tức ngực, mệt, ăn uống kém, không sốt, đại tiểu tiện bình thường, bệnh nhân không điều trị gì. Ngày vào viện, bệnh nhân ho nhiều, ho đờm trắng đục khạc, khó khạc, đau ngực tăng, đau cả hai bên ngực, khó thở, thở hơi, mệt nhiều, vâng, xin vào viện. Tình trạng lúc vào viện: bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, thể trạng gầy, da niêm mạc hồng, không phù, không xuất huyết dưới da, ho đờm trắng đục, khó khạc, mệt nhiều, đau tức ngực, khó thở, đi ha bú không sốt, tuyến giáp không to, hạch ngoại biên không sờ thấy, thể trạng gầy, cân nặng 42 kg, cao 160 cm, BMI là 16.41, dấu hiệu sinh tồn mạch 116 chu kỳ trên thuốc, huyết áp 90/60, SpO2 95%, không thở oxy. Về tim mạch thì nồng độ cân đối, di động theo nhịp thở, mỏm tim đập ở khoang liên sồn 4, đường nách, đường giữa lòng trái, tim loạn nhịp ngoại tâm thu thưa, T1, T2 sẽ có tiếng thổi tâm thu, tĩnh mạch cổ nổi, phản hồi gan, tĩnh mạch cổ âm tính, mạch ngoại vi bắt rõ. Về hô hấp, lồng ngực cân đối, di động theo nhịp thở, phổi thông khí kém, có lăn ẩm, lăn nổ. Về tiêu hóa, bụng mềm, gan nách không to, không có điểm đau khu trú, thần kinh không có dấu hiệu thần kinh khu trú, các cơ quan khác chưa phát hiện gì đặc biệt. Chẩn đoán sơ bộ: viêm phổi, suy tim, bệnh cơ tim giãn, EF 27%. Các xét nghiệm cận lâm sàng đề ra là công thức máu, sinh hóa máu cơ bản, troponin T, troBNP, điện tim, siêu âm tim, X quang ngực thẳng, siêu âm Doppler tim, siêu âm ổ bụng, đuôi cấy đờm. Kết quả cận lâm sàng, kết quả xét công thức máu lúc vào không có gì đặc biệt. Kết quả xét nghiệm thì có kali là 3,2, proBNP là 12.313. Còn các xét nghiệm troponin T, albumin và urethreonin trong giới hạn bình thường. Các xét nghiệm cận lâm sàng khác: test nhanh COVID âm tính, soi đờm, PK âm tính, đuôi cấy đờm âm tính, siêu âm cũng không phát hiện gì bất thường. Về X quang thì hình tim mạch trung thất không thấy bất thường, hình ảnh tổn thương đã mờ phổi phải, ốc sườn hoành, phổi trái tụ. Đây là hình ảnh CT lồng ngực có hình ảnh viêm thủy dưới phổi phải, giải rác sơ hóa phổi hai bên, dày dính khoang màng phổi hai bên. Điện tim, đây là điện tim lúc vào, có ngoại tâm thu tắc cũng thưa. Có siêu âm tim thì các van tim thanh mảnh không vôi, hở hai lá nhẹ, hở ba lá nhiều, hở chủ nhẹ, hở phổi nhẹ, các buồng tim trái giãn vừa nhiều, thành thất trái mỏng, co bóp yếu, chức năng tâm thu thất trái giảm nhiều, tăng áp lực động mạch phổi nhẹ, áp lực động mạch phổi 48 mm thì vân. Có EF siêu âm vào viện lần này là 23%, và có thất trái là 70%. Đây là hình ảnh hở van hai lá, đây là hình ảnh hở chùa. Chẩn đoán viêm phổi, suy tim, bệnh cơ tim giãn, EF 23%. Điều trị ngày 18 tháng 10 thì thở oxy 2 lít trên phút, ceftriaxone 2 gram trên ngày, levofloxacin 500 mg nhân 1 viên trên ngày, furosemide 1/2 viên, spironolactone 25 mg trên ngày, amiodarone 1 viên trên ngày, kali 0,6 gram 2 viên trên ngày. Ngày 19 tháng 10 cũng điều trị tương tự. Ngày 19 tháng 10 thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, thể trạng gầy, không phù, không xuất huyết dưới da, ăn uống kém, mệt, đau tức ngực, khó thở, đi ha bốn, ho đờm đặc, đại tiểu tiện bình thường. Có tim loạn nhịp ngoại tâm thu thất, T1 T2 rõ, có tiếng thổi tâm thu thổi, có đan ẩm, đan nổ, mềm, gan nách không to, ấn đau tức thượng vị, có huyết áp
xuống là 80/50 mm thủy ngân, mạch 117 chu kỳ trên phút, FO2 97%, đã bổ sung thuốc là dobutamin 250 mg nhân 1 nọ, bơm tiêm điện 4 microgram trên kg trên phút. Đến 21 giờ 30 bệnh nhân tỉnh về nhiều, huyết áp 78/50, đã tăng liều dobutamin là 8 microgram trên kg trên phút. Thở oxy ngày 20 tháng 10 tiếp tục thở oxy 2 lít trên phút, cetriazone, levofloxacin và dobutamin, furosemid, spironolactone, amiodarone và kali. Đến ngày 20 tháng 10 thì bệnh nhân tỉnh tiếp xúc được không phù không xuất huyết dưới da, ăn uống kém mệt, hồi hộp chứng ngực nhiều, khó thở đi ra bốn ho đờm đặc, đau bụng thường vì nhiều, lại tiểu tiện bình thường. Tim loạn nhịp ngoại tâm thu rất dày, T1, T2 rõ, có tiến tổ tâm thu phổi, có đang làm thân độ bụng mềm, gan lách không to, ấn thượng vị đau. Huyết áp thì 95/60, mạch 114 chu kỳ trên phút, FPO2 97%, nước tiểu 24 giờ 1000 ml. Trên monitor có hình ảnh ngoại tâm thu thất, trùng đôi, cơn nhanh thất. Đã xử trí bổ sung thuốc là lidocaine 40mg nhân 1 ống tiêu tĩnh mạch, sau đó là truyền lidocaine 3 ml trên giờ 40mg, tương đương gần 60mg trên giờ. Omeprazole 1 lọ tiêu tĩnh mạch. Đến ngày 21 tháng 10, bệnh nhân tỉnh mệt, không phù, không xuất huyết dưới da, đỡ hồi hộp chứng ngực, còn ho có đờm, khó thở đi ha bốn, đau bụng thượng vị, buồn nôn, nôn khan, ăn uống kém, đại tiện phân lỏng, tim loạn nhịp ngoại tâm thu trên 1 trên 2 rõ, có tiếng thổi tâm thu, phổi đang ở đâm nổ bụng mềm, gan lách không to, ấn thượng vị, đau tức. Huyết áp là 95/60, mạch 118 chu kỳ trên phút, FPO2 96, nước tiểu là 24 giờ là 1800 ml. Đã bổ sung, bệnh nhân này có tình trạng nôn nhiều và ăn uống kém, là tiểu ít, bổ sung thêm thuốc là gluco 500 ml trên ngày, lati 500 ml trên ngày và men tiêu hóa, này có rối loạn tiêu hóa. Điều trị từ ngày 21 đến ngày 23, thở oxy kính 2 lít trên phút, tiếp tục cetriazone, levofloxacin, dobutamin, lidocaine, gluco 10% 500 ml trên ngày, omeprazole, furosemid, spironolactone, amiodarone, kali, lactomin, maze B6. Và ngày 23 xét nghiệm thì lati là 126, có bổ sung 45 g muối trên ngày. Các ngày tiếp theo thì bệnh nhân tỉnh, đỡ mệt, phù nhẹ hai chi dưới, không xuất huyết dưới da, đỡ hồi hộp chống ngực, đỡ ho, đỡ khó thở, hoặc đi ha ba, đỡ đau bụng thượng vị, còn ăn uống kém, không nôn, tim loạn nhịp ngoại tâm thu T1 T2 rõ, có tiếng thổi tâm thu, phổi đang ẩm đang nổ, bụng mềm, gan lách không to, ấn thượng vị, đau. Huyết áp dao động 90/60 đến 110/70, mạch 100/110 chu kỳ trên phút, FPO2 96/98%. Cận lâm sàng các ngày tiếp theo. Các cận lâm sàng thì xét nghiệm về công thức máu thì không có gì đặc biệt nhiều, cũng có chu tính tăng nhẹ một chút, và đến ngày 30 tháng 10 thì đã trở lại bình thường. Sinh hóa thì có các xét nghiệm thì có ngày 23 tháng 10 là lát đi xuống 126, sau khi bổ sung muối thì bệnh nhân lát đi đã trở lại bình thường. Có kali thì dao động trong khoảng từ ngày 25 đến ngày 28 là có giảm, mặc dù ngày nào bệnh nhân cũng bổ sung 4 đến 6 viên kali một ngày. Hiện tại thì kali đã là 3,46. Và bro-BNP thì có làm lại ngày 23 tháng 10 khi bệnh nhân có diễn biến tụt huyết áp và tiểu ít, nôn nhiều, có loạn nhịp, có cơn nhịp nhanh thất, thì bro-BNP có tăng lên là 15.287. Và các khi các triệu chứng đã ổn định thì là ngày 30 tháng 10 thì bro-BNP có giảm 8.397. Đây là điện tim ngày 19 tháng 10, có ngoại tâm thu thất, cũng thưa hơn. Ngày 20 tháng 10, ngày 28 tháng 8 thì cũng lại xuất hiện có nhịp đôi. Điện tim ngày 30 tháng 10 có
có loại ung thư thất thương không? Điều trị từ ngày 24 tháng đến ngày 30 thì thở oxy tiếp tục xét triazole, levofloxacin, dobutamine, gluco 5%, omeprazole và uống 5 gam muối. Furosemide, spironolactone, amiodarone, kali, lactomine blood, magie B6. Ngày 27 thì xét nghiệm kali 2,7 có bổ sung thêm kali đường tĩnh mạch. Hồi 21 giờ ngày 29 tháng 10 khi huyết áp xuống 85/50, các triệu chứng lâm sàng ổn định đã chỉnh liều nobramin lên 5 microgram trên kg trên phút, thì đến 6 giờ thì huyết áp lên 140/90 nên lại chỉnh lại trở lại điều cũ. Đây là số lượng nước tiểu theo dõi trong quá trình điều trị. Thì trong những ngày mà bệnh nhân nôn nhiều, khi bệnh nhân dùng lidocaine thì bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng tác dụng phụ của lidocaine, đó là mệt mỏi, nôn nhiều, có dấu hiệu kích thích nhẹ, nôn rất nhiều. Nên mặc dù là trên monitor thì cái hình ảnh của loạn nhịp ngoại tâm thu có giảm, nhưng các triệu chứng về lâm sàng thì bệnh nhân rất mệt mỏi, tác dụng phụ. Và khi bệnh nhân nôn nhiều thì số lượng nước tiểu cũng giảm trong từ ngày 20 đến ngày 22, là từ nước tiểu chỉ có 400 đến 800 ml trên 24 giờ. Hiện tại sau 20 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh, đỡ mệt mỏi, không phù, đỡ hồi hộp chứng ngực, đỡ ho, khó thở, đi 2-3, ăn uống tốt hơn. Khi tim loạn nhịp ngoại tâm thu, T1, T2 rõ, có tiếng thổi tâm thu, phổi loang lổ, bụng mềm, gan nách không to, đại tiện phân vàng thành quân, huyết áp 90/60, cũng phải duy trì dobutamine 4 microgram trên kg trên phút, mạch 100 chu kỳ trên phút, SpO2 95-97%, nước tiểu 24 giờ là 1.500 ml. Sáng nay khi bài bệnh án này đã được báo cáo thì bệnh nhân lại diễn biến là có ngoại tâm thu, cơ nhịp nhanh thất, đã phải truyền trở lại lidocaine. Nhưng khi truyền lidocaine, bệnh nhân lại tác dụng phụ là buồn nôn và mệt mỏi kích thích. Sau khi truyền thì cái triệu chứng chùn đôi và ngoại cơ nhịp nhanh thất cũng giảm, nhưng triệu chứng tác dụng phụ vẫn nhiều. Câu hỏi xin ý kiến hội chẩn ạ. Chẩn đoán và điều trị đối với bệnh nhân này đã hợp lý chưa? Và bệnh nhân dừng truyền dobutamine thì huyết áp tụt xuống 80/50. Triệu chứng bây giờ hiện tại bệnh nhân triệu chứng lâm sàng đã ổn định, vậy thì truyền dobutamine đến khi nào? Câu hỏi thứ ba, bệnh nhân huyết áp thấp để điều trị suy tim mạn, phân số tống máu giảm, nhưng bệnh nhân không điều trị được bằng ác ly hoặc là ức chế men triệt chạy beta, thì biện pháp điều trị hiệu quả lâu dài của bệnh nhân suy tim mạn này là như thế nào? 4. Là hiện tại nhịp tim dao động từ 100 đến 110 chu kỳ trên phút, giải rác cũng có ngoại tâm thu thất trùng đôi 2 đến 3 nhịp trên ngày. Thì hiện tại là ngày hôm nay là bệnh nhân vẫn có cơn nhịp nhanh thất ạ. Vậy khống chế nhịp thất cần bổ sung thêm thuốc gì ạ? Em xin hỏi, đặt câu hỏi kính nhờ các thầy cô giải đáp cho em. Một cái bệnh nhân em cũng thấy tương đối là khó. Em xin được trên đây là bệnh án trình bày của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, rất mong sự giúp đỡ và để cho chúng em hoàn thiện cái bệnh nhân này vẫn còn đang điều trị tại khoa. Em xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Quý Đồng Nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Bây giờ tôi xin nhường phần tư vấn cho bác sĩ Tiến sĩ Vũ Quỳnh Nga. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Nguyễn Sinh Hiền. Cảm ơn cái bệnh án cũng rất là hay của các bạn ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Có lẽ là các bạn cho quay lại cái slide ban đầu một chút đúng không ạ? Bệnh nhân nam 68 tuổi, chúng tôi xin nắm bắt một chút. Bệnh nhân nam 68 tuổi đã có tiền sử bệnh cơ tim giãn, suy tim, cũng không rõ là đã điều trị được, phát hiện từ bao nhiêu lâu nay, và bệnh nhân đã làm các xét nghiệm gì để tầm soát xem là các nguyên nhân của bệnh cơ tim giãn này hay chưa, bệnh nhân đã được chụp mạch vành hay chưa, hoặc là bệnh nhân có tiền sử nghiện rượu hay không, vân vân, thì mình để tìm xem là có các nguyên nhân điều trị, và hiện tại thì bệnh nhân đang được điều trị thuốc gì cho tình trạng suy tim này. Thì cái đấy là những cái mà mình cần phải khai thác trong phần bệnh sử ạ. Có lẽ xin các bạn chuyển sang slide tiếp theo đi ạ. Ok,
Vâng, và với bệnh nhân này thì bệnh nhân vào viện có một cái yếu tố khởi phát, và viện mình kế được suy tim cấp và khởi phát là một cái tình trạng nhiễm trùng hô hấp, thì đó là một trong những cái nguyên nhân mà thường gặp trong những cái khởi phát của nhiễm trùng của suy tim cấp, có thể là nhiễm trùng này, hoặc là rối loạn nhịp này, hoặc hội chứng động mạch vành cấp này, hoặc là bệnh nhân có bỏ thuốc hoặc là không tuân thủ chế độ ăn. Sang tiếp đi ạ. Sang slide tiếp theo đi ạ. Ok, tiếp theo đi ạ. Thì bệnh nhân vào viện thì chúng ta thấy rằng là cái tình trạng của một cái nhiễm trùng đường hô hấp trên có ho, khạc đờm, tuy nhiên là không có sốt. Và các bạn đã chụp cắt lớp động, chụp cắt lớp phổi. Thì có lẽ là mời bác sĩ Hiếu cho một số ý kiến về phim chụp cắt lớp phổi của bệnh nhân. Dạ thưa, xin báo cáo là bệnh nhân được chụp một cái phim chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm ấy, thì thể hiện trên phim là một cái viêm phổi cấp tính. Có cái đường link phổi này. Bệnh viện Điện Biên tắt xe. Bệnh viện tỉnh Điện Biên tắt xe giúp. Trên phim chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thì ta thấy thể hiện một tình trạng viêm phổi cấp tính, bao gồm một ổ viêm đông đặc lớn ở thùy dưới phổi phải, kích thước khoảng 10 x 8 x với 6 cm. Ngoài ra còn có các cái ổ viêm kính mờ và dày tổ chức kẽ giải rác. Dịch màng phổi phải là 15 mm. Dịch màng phổi phải dày 15 mm ạ. Màng ngoài tim có tim to và màng ngoài tim có ít dịch 10 mm ạ. Ngoài ra thì các cái tổn thương sơ nhu mô dày và vôi hóa màng phổi. Dày và vôi hóa màng phổi đấy gợi ý đến một cái lao phổi mãn tính ạ. Do đó thì trong trường hợp này mình nên xét nghiệm lao để xác định một cái tình trạng viêm phổi có phải do lao phổi tái phát hay không ạ. Ngoài ra thì về phần kỹ thuật, các bạn chụp phim khi bệnh nhân lín thở không tốt gây hình ảnh nhiễu ảnh rất là nhiều ạ. Dạ, em xin hết ạ. Cảm ơn bác sĩ Hiếu. Và như vậy thì với cái tình trạng của bệnh nhân này thì với tình trạng khó thở mình cũng không phải quá băn khoăn rằng là hay là bệnh nhân chỉ có viêm hội chứng suy tim cấp thôi hay là có thêm viêm phổi nữa, thì ở bệnh nhân này là chắc chắn nó có tình trạng viêm phổi và cái việc mà các bạn dùng kháng sinh thì hoàn toàn phù hợp. Các bạn cho lại slide một chút ạ. Và ở bệnh nhân này thì cái tình huống thứ hai, cái vấn đề nổi cộng nữa ở bệnh nhân này là tình trạng mà có ngoại tâm thu, có một cái tình trạng rối loạn nhịp và có có hạ kali. Bệnh nhân của các bạn có tình trạng hạ kali kéo dài rất nhiều ngày, thì đấy cũng là một vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm và mình phải giải quyết sớm cho bệnh nhân, bởi vì là với những bệnh nhân suy tim và rất là máu giảm thì họ có cái tình trạng rất là nhạy cảm với cái việc hạ kali và nó dễ gây nên cái rối loạn nhịp, nhất là rối loạn nhịp thất, ngoại tâm thu thất, hoặc thậm chí là nhịp nhanh thất, hoặc thậm chí là rung thất. Vì vậy thì cái việc đầu tiên trong việc điều trị rối loạn nhịp này không phải là nghĩ đến các thuốc điều trị rối loạn nhịp, mà mình sẽ phải bồi phụ đủ điện giải đồ cho bệnh nhân. Kali thì các bạn có thể cho đường uống hoặc là cho đường truyền tĩnh mạch. Ở đây thì tôi thấy có một số ngày các bạn chỉ dùng glucose 5% thôi, thì mình cũng không hiểu là cái ý nghĩa của cái việc dùng đấy. Thứ nhất là nó vừa tăng tải dịch, thứ hai là nó cũng sẽ góp phần làm cái việc hạ kali thêm nữa. Thế cho nên là có lẽ là mình sẽ không nên dùng glucose 5% đâu. Nếu như mà cần bù phụ kali, mình sẽ cho pha kali vào trong dung dịch muối. Và một vài ngày các bạn thấy là cái nari của bệnh nhân xuống còn 126 thôi. Và cái thứ cách nữa có thể mình tăng kali nữa là các bạn sẽ tăng cái verospirone lên. Mình đang dùng mấy ngày đầu mình chỉ dùng có một viên thôi, sau đấy thì các bạn tăng lên 2 viên. Với liều tối đa của các bệnh nhân suy tim mình có thể dùng đến 100 mg, tức là 4 viên một ngày được. Và như vậy thì mình sẽ cố gắng là trong vòng 1-2 ngày thôi là mình sẽ phải bù được đủ kali lên rồi, thì nó sẽ hạn chế được cái việc ngoại tâm thu thất hoặc là thậm chí có những cơn nhịp nhanh thất, và nó sẽ làm cho cái tình trạng suy tim nặng hơn lên. Xin các bạn sang slide tiếp. Và một cái nữa là khi mà cái tình trạng tức chức năng tim kém đi thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng tụt huyết áp. Và mình dùng Dobu mình dùng ở với cái liều 4 mg hoặc thậm chí 4 microgram hoặc thậm chí là 8 microgram trên nền hạ kali nữa, và trên nền bệnh nhân đang có ngoại tâm thu, thì nó càng làm tăng thêm cái nguy cơ có ngoại tâm thu thất.
thì nó cũng sẽ là một cái hạn chế ạ. Nên là cái việc bổ phụ kali ở bệnh nhân này rất là quan trọng. Và khi natri hạ thì ngoài cái việc truyền kali, truyền natri thì mình có thể dùng thêm một cái thuốc nữa là Samska để mình nâng natri lên, và nó cũng sẽ làm tăng cái hiệu quả của thuốc lợi tiểu. Các bạn cho slide sau đấy. Và với dobutamin thì có lẽ các bạn pha cái thuốc như thế này thì hơi đặc, và mình để là 250mg trong 20ml. Thường thì nếu như mà nó sẽ có hai đường, nếu như mà các bạn truyền vào đường trung ương á, đường ven cảnh á, thì có thể mình sẽ để pha 250mg trong 50ml và mình truyền qua catheter trung ương. Còn nếu như mà các bạn truyền đường ngoại vi thì mình phải pha lõng một nửa, tức là chỉ đến 125 thôi, pha trong 50 và mình truyền. Nếu không thì nó sẽ có, nếu như mà mình truyền lâu ngày nó sẽ có tình trạng viêm mạch thì nó sẽ rất là khó chịu cho bệnh nhân. Thứ hai là amiodarone, ở đây thì có lẽ là mình cũng nên cân nhắc. Với những cái bệnh nhân mà có ngoại tâm thu nhiều thì mình có thể dùng lidocaine ngay, dù là khuyến cáo, mức độ khuyến cáo của nó bây giờ giảm xuống rồi, 2A, 2A thôi. Nhưng mà mình có thể dùng để mình thử xem tác dụng của lidocaine như thế nào. Và sau đấy thì mình dùng cái với liều thấp thôi, duy trì với cái liều thấp nhất mà bệnh nhân có thể, nó có thể giảm được cái ngoại tâm thu thấp. Mình còn dùng 1mg trên phút thôi. Thế và như thế thì nó sẽ hạn chế được cái tác dụng phụ của lidocaine. Và mình cái quan trọng nhất ở bệnh nhân này vẫn nổi lên là mình sẽ phải bồi phụ đủ kali, tại vì phải nâng kali lên sớm hơn. Mình dùng kali này, đồng thời là dùng bồi phụ thêm cả magie nữa. Thì magie mình có một cái chế phẩm là pananzin á, thì mình có thể pha kali và pha pananzin vào dịch muối và mình truyền cho bệnh nhân, mình theo dõi. Tiếp theo đi ạ. Ok. Tức là những cái diễn biến trong hơn 10 ngày của bệnh nhân, mình vẫn chỉ thấy nổi cộm lên là ngoại tâm thu thất thôi. Thì cái việc mà đầu tiên là mình sẽ bồi phụ đủ kali cho bệnh nhân, sau đấy thì mình mới tính nghĩ đến cái chuyện dùng lidocaine. Nếu như lidocaine không có tác dụng thì mình có thể xem xét dùng đến cortisone. Tuy nhiên cortisone thì có cái hạn chế ở bệnh nhân này, thứ nhất là chức năng tim kém, thứ hai là huyết áp thấp. Thế cho nên khi mà mình dùng cortisone thì nó thậm chí không chắc là đã cắt được ngoại tâm thu, mà nó có thể làm cho tụt huyết áp tăng thêm nữa. Tiếp đi ạ. Hướng tiếp đi. Tiếp theo đi. Ok. Rồi, magie B6 2 viên một ngày thì với những bệnh nhân này nó cũng không có hiệu quả gì nhiều. Tiếp theo đi. Rồi, và khi bệnh nhân có tình trạng suy tim thì nó sẽ có tình trạng là nó ứ dịch lại này, hoặc là gan nó cũng đủ chưa đủ to, nhưng nó hơi mất mé bờ sườn một chút nên ấn đau thượng vị. Thứ hai là có rối loạn tiêu hóa, bệnh nhân có thể phù nề của các mạc treo, mạc mạc treo, rồi là của trong dạ dày nữa, nó sẽ làm cho cái tiêu hóa kém nữa. Tiếp đi thôi. Có một cái phù nhẹ mu chân này cho nên mình có thể tăng lợi tiểu một chút được. Tiếp đi. Ok, các xét nghiệm thì không có vấn đề gì. Ở bệnh nhân này thì có tình trạng viêm phổi nhưng mình thấy là bạch cầu nó không có cao. Tuy nhiên rằng là mình chụp hình ảnh có, cho nên là mình vẫn phải, tôi nghĩ là vẫn nên điều trị xem kháng sinh cho bệnh nhân này. Cũng rất may là sau đấy thì tình trạng bệnh nhân cũng được cải thiện dần dần, nhưng mà đúng là hơi chậm, mình nên tiến hành nó nhanh hơn thì cái diễn biến của bệnh nhân nó sẽ tốt hơn, và cái tình trạng suy tim nó không bị quá lâu, nó được cải thiện, cái tình trạng suy tim cấp của bệnh nhân được tốt hơn. Tiếp theo đi. Tiếp đi. Ok, tiếp theo là những cái slide này thì nó nằm trong diễn tiến của bệnh nhân thôi. Cái việc mà mình chỉnh có từ 40mg đến 50mg, huyết áp 140 lên 90 thì nghe chừng có vẻ hơi nhanh quá. Mình sẽ xem lại những cái ngày đầu này huyết áp có ổn hay không á. Mình không nên để cái liều dobu quá cao, để đủ để lượng tiểu cho bệnh nhân thôi. Và ở bệnh nhân này, tiếp theo đi, mình cũng nên theo dõi lại dần cái lượng nước tiểu của bệnh nhân này, xong là mình sẽ xem dõi đánh giá cái lượng dobu, cái liều dobu để mình giảm dần liều của dobu lên. Khi mà huyết áp của bệnh nhân đã lên cao rồi mình sẽ giảm từ từ, khi tăng liều thì có thể tăng nhanh, nhưng mà khi giảm thì mình giảm dần dần thôi, nếu không là nó sẽ có hiện tượng là bị đau huyết áp rất là nhanh. Tiếp theo đi. Ok, tiếp nữa đi. Không có gì. Và với bệnh nhân này thì mình thấy rằng là nếu như khi mà bệnh nhân này thì rõ ràng là mình chưa
kiểm soát được tốt điện giải đồ, cho nên là mình sẽ vẫn cái việc đầu tiên vẫn là kiểm soát điện giải đồ. Nhưng nếu như có những trường hợp là sau khi kiểm soát điện giải đồ tốt rồi và mình vẫn thấy có ngoại tâm thu nhiều thì lúc ý mình sẽ có những cái biện pháp điều trị nâng cao hơn. Hôm nay thì tiến sĩ Hùng lại không có ở đây, thì mình sẽ có những cái biện pháp điều trị của bác sĩ chuyên khoa về nhịp, ví dụ như là mình có thể đốt bằng sóng radio cao tần này, hoặc là với những bệnh nhân mà có suy tim phân rất tổng máu giảm rất nhiều như bệnh nhân này và có những cái ngoại tâm thu thất nhiều như thế này, thì trong để dự phòng về thứ phát thì mình có thể tính đến chuyện là đặt ICD cho bệnh nhân, đặt máy tạo nhịp, xin lỗi, đặt máy chống rung tự động cho bệnh nhân. Với bệnh nhân này thì cái việc dừng truyền đô bu mình có đặt lên, mình có đặt ra hay không thì tôi nghĩ là nên có. Và với những bệnh nhân này thì cái việc mà truyền đô bu mà mình không khống chế được huyết áp, mình vẫn không nâng được huyết áp và cái nguy cơ gây ngoại tâm thu thấp thì mình có thể xem xét phối hợp giữa dobutamine và norepinephrine liều thấp. Khi đó thì mình sẽ có thể đạt được cái hiệu quả về huyết động mà mình sẽ không bị phải tăng liều quá nhiều của đô bu lên. Sau đấy thì khi mà tình trạng bệnh nhân ổn định rồi, cái ngoại tâm thu của bệnh nhân khống chế được thì hy vọng là huyết áp của bệnh nhân sẽ khá hơn. Cái quan trọng không phải là huyết áp của bệnh nhân là bao nhiêu, mà cái quan trọng là bệnh nhân có tiểu được hay không, tức là cái việc tưới máu mô có ổn hay không, để mình quyết định là mình sẽ giảm dần liều của dobutamine. Với những bệnh nhân có huyết áp thấp thì thường là chúng ta sẽ khó mà vào được các thuốc để trụ cột trong điều trị suy tim, ví dụ như là ACNI hoặc ức chế men chuyển hoặc chẹn beta. Thì mình có bốn cái thuốc trong điều trị gọi là trụ cột để điều trị ạ. Mình có kháng aldosterone thì ở đây các bạn đã dùng rồi. Một thuốc nữa mà mình có thể xem xét được đó là ức chế SGLT2. Thì thuốc ức chế SGLT2 mình cũng có thể dùng nếu như mình không phải tăng liều dobutamine lên này, hoặc là thuốc lợi tiểu mình cũng không cần tăng liều lên, thì mình có thể bắt đầu sử dụng ức chế SGLT2. Thì khi đó những cái thuốc này nó cũng không làm hạ huyết áp quá nhiều, nó giúp cho chúng ta cải thiện được cái tình trạng suy tim cấp, và nó có thể là sau đấy thì mình sẽ giúp được cái việc mà mình hạn chế, tức là mình sẽ có thể giảm được liều dobutamine cho bệnh nhân. Sau đấy thì cái việc mà vào các thuốc tiếp theo thì nó sẽ tùy vào cái tình trạng lâm sàng của bệnh nhân, tùy theo đáp ứng lâm sàng của bệnh nhân để mình quyết định xem là mình sẽ vào thuốc nào, xong mình tăng thuốc lên như thế nào. Thì cái việc nó là một cái quá trình rất là lâu dài, không chỉ là trực diện ở bệnh nhân trong nội trú đâu, và lúc ra ngoại trú thì mình sẽ tiến hành tiếp của bệnh nhân. Hiện tại thì với cái nhịp tim dao động khoảng 100-110 giải giác ngoại tâm thu trùng đôi, chúng tôi không biết là huyết áp có ổn hay không, thì một trong những cái thuốc mà điều trị cũng có thể dùng được đó là chẹn beta. Nhưng mà nếu như mà huyết áp vẫn đang dùng với dobutamine thì chắc là mình chưa vào được chẹn beta đâu. Mình sẽ phải điều chỉnh được cái kali của bệnh nhân này, bổ sung magie kali này. Thì sau đó thì chúng ta sẽ xem xét lại để chúng ta dùng những cái thuốc mà điều trị được cho bệnh nhân. Mình có thể giảm bớt được liều dobutamine đi, nó cũng sẽ giúp làm giảm cái ngoại tâm thu của bệnh nhân. Thì đấy một số những cái ý kiến của tôi trên bệnh nhân này. Xin cảm ơn tiến sĩ Nga. Các đồng nghiệp khác có ý kiến gì không? Bác sĩ Thực có ý kiến gì không? Đã, em cũng xin có một vài ý kiến với trường hợp này. Trường hợp những trường hợp mà rất là khó là suy tim, gần như bệnh suy tim giai đoạn cuối, và cái chỉ định chắc là có thêm một cái chỉ định nữa, chỉ xem cái máy cái CRT cho bệnh nhân hay không để điều trị cái suy tim với cái EF rất là thấp, có 23% thôi. Và nữa cái lưu ý giống như bác sĩ Nga vừa nói là với những cái thuốc và trợ tim vận mạch ấy, thì chúng ta nếu mà có sử dụng thì có tăng liều thì có thể sẽ tăng được nhanh hơn một chút, nhưng khi giảm liều thì chúng ta nên lưu ý là giảm rất là từ từ, xem đáp ứng của bệnh nhân làm sao, đáp ứng trên lâm sàng như thế nào, đáp ứng huyết áp làm sao, chứ không nên giảm nhanh quá, bệnh nhân không thể đáp ứng được nữa. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn anh Thực. Tôi thấy như này, các bạn cứ loay hoay 12 ngày rồi, nhưng mà các bạn thấy không, bệnh nhân nó rơi vào một cái vòng luẩn quẩn. Bệnh nhân điện giải thì không ổn định, đúng không? Kali và natri rất thấp, cho nên một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chuyện mà ngoại tâm thu thất. Và khi như vậy ấy, thì bệnh nhân lại nôn rất là nhiều, và càng nôn nhiều thì kali nó càng giảm, điện giải nó càng rối loạn, mà các bạn dùng đô bu vào thì nó tăng cái nguy cơ như vậy. Nhưng mà vì huyết áp thấp các bạn phải dùng, nhưng mà vì nôn nhiều thì huyết áp không ăn uống được thì nó lại thấp, đúng không ạ? Cho nên là điều đầu tiên ấy, các bạn tôi nghĩ các bạn phải cân bằng cái điện giải cho bệnh nhân. Chúng ta có thể truyền kali mà, đúng không ạ? Và chúng ta theo dõi, chúng ta xét nghiệm kali, những cái trường hợp như này chúng ta phải để ít nhất là phải 4,5 đến 5, đúng không ạ? Và natri phải đủ. Khi đó thì khi cân bằng được điện giải nước rồi thì lúc đấy cái nguy cơ mà nó nôn và nguy cơ ngoại tâm thu nó sẽ thấp, nó sẽ ít đi, đúng không ạ? Và cái đô bu ấy, với cái liều đấy thì chưa phải là cao, đúng không ạ? Các bạn có thể duy trì, nhưng mà các bạn sẽ giảm dần khi bệnh nhân ăn uống được, hấp thụ dinh dưỡng tốt và cân bằng và giảm nôn, thì lúc đấy cái huyết áp nó sẽ duy trì được và các bạn sẽ giảm được đô bu. Theo tôi là như vậy. Thế còn những cái điều trị cao hơn thì các bạn không thể có được, đúng không ạ? Ví dụ cấy CRT
máy phá rung chẳng hạn, đúng không? Thì các bạn chưa có, thì và trong cái tình trạng này thì tôi nghĩ là có cái gì những trong tay thì chúng ta sẽ phải xử lý cái đó. Nó thực tế thì chúng ta thử theo hướng đó đi, xem nó có khá hơn không. Sau đấy thì các bạn có thể liên hệ tiếp với chúng tôi qua đường điện thoại và sẽ có những cái chuyên gia chuyên về hồi sức để có thể tư vấn với các bạn. Chúng tôi đã để lại cái đường dây nóng cho các bạn rồi, đúng không? Các bạn có thể gọi trực tiếp. Vâng, các bạn có ý kiến gì không ạ? Dạ, em xin có ý kiến. Các bạn không có ý kiến nữa, đúng không ạ? Dạ, em có ý kiến ạ. Vâng ạ, bệnh nhân này thì lúc tình trạng bệnh nhân là rất ổn định, thì em có giảm glucosamine xuống liều thấp hơn một chút, đấy cũng giảm từ từ lên, nhưng cứ khi giảm một chút thì bệnh nhân lại tụt huyết áp ạ. Và thể trạng lâm sàng khi mà giảm là bệnh nhân rất là ổn định, khỏe mạnh, ăn uống tốt, không đau bụng, không có triệu chứng gì. Còn bệnh nhân mà có cái triệu chứng là nôn với buồn nôn là khi bệnh nhân dùng lidocaine, chứ còn khi không dùng lidocaine thì bệnh nhân lại đỡ hơn ạ. Nhưng không riêng không dùng lidocaine thì cũng không xóa được. Còn hiện tại khi như sáng nay bệnh nhân điện giải đồ bình thường từ lát đi đến kali thì bệnh nhân vẫn lên cơn loạn nhịp ngoại tâm thu, cơn nhịp nhanh rất đấy. Đó. Thế nên là tất cả những cái mà có nguy cơ thì cũng đã xử lý, nhưng bệnh nhân vẫn loạn nhịp nhiều. Em xin hướng các thầy cô giải quyết bệnh nhân này. Còn bệnh nhân này thì rất là khó khăn, không có điều kiện để ăn uống, chứ cũng không có điều kiện để đi đâu. Vâng, em xin công thêm một cái chút ý kiến như này. Cái dobutamine ấy thì các anh chị là pha với cái, nếu mà đường truyền ngoại biên ấy thì chúng ta chỉ pha rất là loãng thôi. Với nhiều trường hợp như này chúng ta chỉ pha khoảng 125mg, có nghĩa một nửa lọ trên bơm 50ml, và chúng ta giảm liều rất là thấp, chỉ khoảng 0.2-0.3ml trong vòng 1 giờ hoặc là trong vòng 2-3 giờ, và đánh giá trên tình trạng lâm sàng của bệnh nhân làm sao, đáp ứng như thế nào về mặt cả mặt huyết áp và nước tiểu. Thì thường bệnh nhân sẽ dung nạp được với cái tình trạng giảm rất là chậm như vậy. Cái thứ hai, khi các anh chị mà dùng cái lidocaine ấy mà bệnh nhân có những cái biểu hiện về rối loạn về thần kinh tâm thần, hoặc đôi khi là có thể gây ra tụt huyết áp, thì hiện tại là người ta cũng đang có một cái số cái bằng chứng người ta sẽ dùng thêm cái lipid đường tĩnh mạch, thì nó cũng sẽ có hiệu quả là bảo vệ cái cơ tim trong những trường hợp mà chúng ta dùng lidocaine. Thì cái này cũng rất là mới, thì các anh chị cũng thử cập nhật thêm và sử dụng dùng thêm cho bệnh nhân đấy. Xin hết. Dạ, dùng cái lipopundin đấy ạ. Dạ, đúng rồi, cái lipopundin đấy ạ. Cái lipid 20%, dạ, các anh chị có lipopundin hoặc là simop lipid hay là cái intralipid thì cái gì các anh chị có gì dùng, dạ, đấy cũng được ạ. Dạ, em cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Các bạn sẽ điều trị và sẽ hỏi trực tiếp, đúng không ạ? Có đường dây nóng, các bạn sẽ liên hệ với bác sĩ của Viện Tim Hà Nội. Bây giờ chúng ta sang cái bệnh án thứ hai. Xin mời kết nối với Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh ạ.